Shop gốm Nhật Qua Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ là một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979637554. Có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày. Thứ bảy chủ nhật nghỉ, quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái tống trà đắc nung. Tống này nó thuộc cái dòng Tokoname. Đây là một cái dòng rất là độc đáo, với cái cốt nó đanh cứng như kim loại, nó được chế tác rất là chỉnh chu và cực kỳ là công phu. Chúng ta thấy trên cái vành nè, nó được khắc thủ công để tạo hình gợn sóng, nhìn rất là hay. Tiếng gõ đanh như kim loại vậy đó. Đất nung là nó được lọc hết tạp chất nha các anh chị, cho nên nó rất là đanh và nó được nung ở nhiệt độ rất là cao, cho nên cái tốt cốt nó rất là tốt, đáy nó có triển rất là đẹp. Đây là một trong những cái dòng cực kỳ chuẩn mực và độc đáo. Những cái tống trà đất nung á, nó không hề thua kém so với tử sa. Nó cao là 5, đường kính là dài là 11, rộng là 9, mã sản phẩm H1, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái gạt tàn Shippo. Shippo là tiếng Nhật, tiếng Việt chúng ta gọi là pháp lam. Này nó mang cái màu sắc đặc trưng của cái dòng pháp lam Nhật Bản, với cái men màu xanh ngọc, nó như cái màu xanh ngọc bích với các anh chị, như một cái khối ngọc bích luôn, men nó phủ cả bên trong. Pháp lam hay là Shippo nó là một cái dạng là đồng, nó được phủ men rất là đẹp. Đấy, nó có triện của cái dòng pháp lam của Nhật nè. Cái này thì cái trôn ở dưới nó bị mất rồi, cái trôn nó bằng đồng, trên miệng nó cũng bằng đồng và nó được mạ vàng, cốt nó rất là nặng. Cái dòng pháp lam của Nhật thì nó rất là nặng, cực nặng, cao là 5, đường kính miệng là 6.5, đường kính thân 10.5, mã sản phẩm H2, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly men lam xưa rất là đẹp, dáng hay, trên thân của nó thì nó vẽ tán tùng, trong lòng nó vẽ một cái giống như một cái hoa văn. Chúng ta thấy cái trôn của nó cực kỳ sâu tuổi. Ở đây chúng ta thấy những cái chỗ mà nó không phủ men nè, men nó bị thiếu hơi đó, thì nó có cái màu đỏ cam, là cái màu oxy hóa của oxit sắt á, trong cái thành hoàn khoáng á. Những cái sản phẩm thật sự sâu tuổi nó mới có những cái màu này. Ly này cao 6, đường kính 7, mã sản phẩm H3, giá 90k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén. Cái này thì nó giống cái chén cơm, nhưng mà thật ra thì theo shop thì này nó là một cái chén trà. Tại vì ở Nhật thì nó không có phân biệt giữa cái chén cơm và cái cha quan, cái chén trà dùng trong trà đạo. Chén này nó rất là đặc biệt, cái lòng nó cái kiểu giống như đất nung vậy đó, nhưng mà bên ngoài nó phủ men rất là đẹp. Họa tiết này nó được vẽ khắc vào cái men đó, nhìn rất là hay. Và đặc biệt là trên thân nó có một cái vết kẹp gấp nè, giống như cái kiểu mà nó được nung nhiều lần đó. Vết kẹp gấp giống như cái dòng ra cu đó, nhưng mà cái cốt con này nó đanh giống đất nung như các anh chị, nó đanh như kim loại. Cốt rất là nặng nha, cao 5.5, đường kính 11, mã sản phẩm H4, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa bé xinh, cái dĩa nhỏ. Cái dĩa này dáng nó giống như cái dầm mini vậy đó các anh chị, dùng để trưng bày. Ở trong lòng nó vẽ phượng hoàng, họa tiết này nó được vẽ thủ công rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp, vẽ rất là tơ tóc, vẽ thủ công rất là tơ tóc, nhỏ nhưng mà rất là đẹp. Phía sau nó có ấn triện ký tay, ấn triện xưa nha. Cái dĩa này sâu tuổi, nhỏ nhưng rất đẹp. Đường kính 9, mã sản phẩm là H5, giá 60k. Cái này các anh chị mà để lót những cái chén trà rất là hay. Sản phẩm tiếp theo là một cái dụng cụ chặn giấy, dùng trong thư pháp.
dụng cụ chặn giấy dùng trong thư pháp. Cái này nó bằng kim loại. Ở trên thân thì nó chạm nổi hình ngựa. Và cái thanh mà chặn giữa cái chuôi và cái lưỡi kiếm katana đó, lưỡi kiếm Nhật đó, chế tác rất là tinh xảo. Cái này bên ngoài nó nhìn rất là cũ kỹ nha các anh chị, nhìn rất là hay, trang trí rất là đẹp. Cốt nó rất là nặng nha. Đường kính 6, mã sản phẩm là H6, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dầm trà, một cái dầm trà Arita xưa, dầm trà ngũ sắc xưa nè. Dầm trà này cũng khá là to, nó mang cái dáng độc đáo đặc trưng của cái dầm trà Nhật. Trên thân nó vẽ hoa mẫu đơn và bướm, họa tiết hoa và bướm nó vẽ trên men, riêng cái màu men xanh lam đó thì nó vẽ dưới men. Họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công, rất là đẹp. Đáy nó có ấn truyện của dòng Arita xưa, ấn truyện ký tay nha, trôn dài. Cái dòng này cốt già, ở đây chúng ta thấy những cái nốt ruồi là do cái vết oxy sắt trong trong khoáng nó tạo nên. Dầm này nó cao 5.5 5.8, đường kính miệng là 22, đường kính thân là 24 năm. Mã sản phẩm H7, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gướng mộc rất là đẹp, nó tạo hình xù xì nhìn rất là ấn tượng. Đặc biệt nhất là cái men của nó đó, cái men nâu, và trên cái nền men nâu này là nó có cái men nhũ vàng. Chúng ta nhìn giống như những cái nhũ vàng mà nó động trên cái bề mặt men vậy đó, nhìn rất là hay. Kiểu men nhìn rất là độc đáo. Cái bình này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày rất là nặng, đáy nó có truyện ký tay của nghệ nhân, cực kỳ nặng nha các anh chị. Bình này các anh chị cắm hoa hay decor đó, nhìn nó rất là hay. Cao 15, đường kính miệng là 6.5, vòng thân của nó là 31, mà sản phẩm H8, giá 130k. Tiếp theo đó là một cái cặp ly, ly vật cốc Celadon men rạng. Cái dòng men ngọc, nhưng mà cái dòng men rạng này nó, cái màu sắc nó là màu hồng, bên ngoài cái màu nó đậm hơn, rất là đẹp các anh chị. Ở đây nó bị ánh sáng nó hơi lệch màu tí, nó nhạt hơn so với thực tế. Bên ngoài là cái màu men hồng nha, màu hồng nhạt rất là đẹp. Với cái men sơ lông men rạng, trên thân của cái ly này thì nó vẽ họa tiết chùm nho, họa tiết này nó được vẽ thủ công rất là tinh tế, bên ngoài cái màu nó đẹp hơn, họa tiết vẽ trong lẫn ngoài. Cái kiểu men rạng nó giống như là băng vậy đó, đáy nó có truyện ký. Cái ly này nó cái màu nó đậm hơn cái cốc, kiểu cái men rạng rất là độc đáo, họa tiết nó được vẽ trong ngoài nha, đáy nó có truyện ký rất là đẹp. Đặc biệt là cái dòng men ngọc á, serum á, cái cốt nó rất là nặng nha, nặng cực kỳ nặng á, nặng rất là nhiều so với cái kích thước. Cái cốc nó cao 6.5, đường kính miệng là 6.5, đường kính thân là 7.5, cái ly thì nó cao là 8, đường kính miệng nó là 6.8, đường kính thân của nó 7. Mã sản phẩm là H9, giá 60k trên cái, shop có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái tô men lam xưa rất là đẹp. Cái dòng này chuẩn xưa nè, sâu tuổi nè. Cái dáng nó tạo hình giống như một cái đóa hoa cúc vậy đó, cái vành nó đấy anh chị, nó tạo hình giống như cái đóa hoa cúc vậy đó. Nhưng mà cái dáng nó lại là cái dáng vuông, nhìn rất là độc đáo. Tạo hình chúng ta thấy là nó tạo hình giống hệt như những cái hoa cúc mà nó đang bung ra vậy đó. Trên thân thì nó vẽ hoa cúc dây, và trong lòng thì nó vẽ hai cái trái đào
Trái đào thì ở theo cái quan niệm phương Đông thì nó tượng trưng cho cái chữ thọ đó, nó tương ứng với cái chữ thọ. Họa tiết này nó được vẽ thủ công rất là tinh xảo, cực kỳ công phu nha các anh chị. Chúng ta thấy những cái nét cọ nhỏ mà nó tạo nên cái hoa văn trên này, trên cái vành này. Chung thì cái tô này thì nó sâu tuổi, đáy nó có cái truyện rất là đẹp, truyện ký tay, và đáy nó có những cái vết rạn như thế này nè, vết tóc. Trên vành nó thì có cái vết mẻ. Tô này cũng vậy, đáy nó cũng có vết tóc như thế này. Những cái sản phẩm xưa cổ mà chúng ta thấy thì nó cái này thì nó mẻ nhẹ, rất là nhẹ, nó rất là khó để tránh được những cái lỗi do nó trải qua cái thời gian rất là lâu. Cái tô này nó khoảng cái giai đoạn minh trị trở về trước đó, khoảng từ năm 1868 trở về trước đó. Cái dòng này nó sâu tuổi hơn cả cái dòng mà Meiji nữa. Nó cao là 6, chiều rộng của nó đó là 15, nhưng mà chúng ta đo cái chiều này là 17 nữa. Mã sản phẩm là H10, giá 120k trên cái, shop có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ chén, một cái bộ chén trà gốm Satsuma rất là đẹp. Cái dáng nó tạo hình giống như một cái nụ hoa vậy đó chị. Cái nụ hoa tức là cái hàm tiếu, cái hai cái nụ gọi là hàm tiếu. Cái này nó thuộc cái dòng Satsuma nha, Satsuma trắng, White Satsuma. Trên thân nó vẽ cái họa tiết hoa cúc và cái giống như cái lá môn. Cái lá này bên ngoài là nó màu màu xanh nha các anh chị, men nó màu xanh. Những cái gân lá nó được vẽ bằng vàng thật. Chúng ta thấy Satsuma đó thì những cái họa tiết màu vàng là nó vẽ hoàn toàn bằng vàng thật. Cái đó hoa cúc này nó được vẽ nổi 3D rất là đẹp. Màu men đặc trưng của cái dòng Satsuma, đáy nó có truyện ký tay nè. Và bên hông nó có cái truyện ký âm vào trong cái cốc gốm. Chén này rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp từ cái dáng cho tới cái nước men và cái họa tiết. Satsuma là một cái dòng gốm cực kỳ cao cấp của Nhật. Chén này nó cao 5.5. Cái đường kính miệng là 8. Cái đường kính của thân là 9.5. Mã sản phẩm là H11, giá 80k trên cái, shop có 3 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái khay. Cái dĩa hay là cái khay, cái này gọi là cái khay hay cái dĩa đều được. Nó thuộc cái dòng gốm Machiko. Đây là một cái dòng gốm rất là độc đáo. Nó mang cái màu sắc đặc trưng, vô cùng mộc mạc nhưng mà rất là tinh tế. Chúng ta thấy nó phủ cái men màu đen và trên đó nó có những cái vệt men màu nâu, nó chạy xéo theo cái mặt dĩa, nhìn rất là độc đáo. Cái này các anh chị làm cái khay trà nhỏ thì rất là hợp, cốt cái dày cực nặng, rất là dày luôn, nặng khủng khiếp. Rộng là 23 năm, mã sản phẩm H12, giá 120k. Tiếp theo là một cái sản phẩm nó còn mới nguyên hộp nè, là một cái cặp ly. Cặp ly gỗ của Nhật rất là đẹp luôn. Ly này thì người Nhật họ dùng để uống trà. Nó cả có cả cái giấy chứng nhận của nghệ nhân. Đây chúng ta thấy nó có cái giấy chứng nhận của nghệ nhân. Người Nhật họ rất là tỉ mỉ và chỉnh chu hai cái cặp ly gỗ. Trên thân nó có thư pháp nha các anh chị, rất là đẹp. Chúng ta thấy là từ nguyên một cái đoạn thân gỗ đó tạo ra cái ly này rất là công phu, hoa văn rất là đẹp. Người Nhật thì họ không có sử dụng danh mộc, vì theo cái quan niệm của người Nhật á, thì những cái cây danh mộc để trưởng thành thì nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian, hàng trăm năm, vài trăm năm, cho nên họ không sử dụng danh mộc mà họ sử dụng cái kỹ thuật để bù cho lại
họ sử dụng những loại gỗ thường và họ sử dụng cái kỹ thuật chế tác để tạo nên cái sản phẩm độc đáo. Cái này nó cao 8.3, đường kính miệng là 6.5, đường kính thân là 7, mã sản phẩm là H13, giá 90k. Cặp này 90k nguyên cặp đó các anh chị. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái thố, cái này hai cái thố Imari xưa. Hai cái thố này nó thuộc cái dòng, có thể là cái dòng Ken này, cái chuyện nó là cái dòng Ken. Cái dòng Ken là nó trước cái giai đoạn Meiji nữa các anh chị. Ken là nó khoảng từ năm 1760 đến năm 1860. 868 chứ. Nó trước cái giai đoạn Meiji, giai đoạn Kenji nó trước. Trên thân nó vẽ họa tiết lá ngô đồng. Lá ngô đồng là nó, và cái phượng hoàng là nó tượng trưng cho cái hoàng gia của Nhật Bản. Đặc biệt là cái họa tiết lá ngô đồng này nè các anh chị, là nó được vẽ hoàn toàn bằng vàng thật. Nghệ nhân họ sử dụng vàng thật để họ vẽ nên cái họa tiết lá ngô đồng. Đây. Ở trên cái nắp nó có cái ấn triện của dòng Ken. Cái vành này nó được viền vàng, mạ vàng nha, nhưng mà trải qua hàng trăm năm rồi nó bị phai cái màu, và nó có một cái gia quy này, nó giống như cái gia tộc trong hoàng gia vậy đó. Cái gia quy của một cái gia tộc trong hoàng gia nó cũng được vẽ bằng vàng luôn nha. Và trong lòng thì nó vẽ hình hai con dơi. Hai con dơi nếu ta để theo cái chiều nào thì cũng có một con treo ngược. Con dơi là nó tượng trưng cho cái, nó độc trại là thành cái chữ phúc. Và treo ngược tức là đảo. Đảo thì đọc là đáo đó, phúc đáo có nghĩa là phúc đến. Trong lòng nó cũng vẽ hai con dơi luôn nha. Cái này cái truyện thì nó nằm trên nắp. Có một cái thì cái truyện nó có vết nhâm rất là nhỏ thôi, tí xíu. Cái còn lại thì nó lành 100%. Đây là một trong những cái dòng rất là sâu tuổi. Ken là một cái dòng cực kỳ sâu tuổi. Nó cao 8.5. Tính là cả nắp, còn tính tới cái vành là 6. Đường kính là 10.5. Mã sản phẩm là H14, giá 200k trên cái. Shop có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái bát men lam. Ở miền Nam gọi là cái tô, nó to hơn cái chén ăn cơm. Miền Bắc thì các chị gọi cái bát. Hai cái dòng men lam xưa nha, cái này nó thuộc cái dòng men lam xưa. Bên ngoài và trong lòng nó đều vẽ cái họa tiết, và họa tiết này nó đều vẽ hoàn toàn thủ công, rất là công phu. Trên thân nó vẽ hình con rồng, giống như con dao long vậy đó. Cái này nó mang cái hơi hướng của cái gốm Việt, xứ Việt. Đấy, nó có cái đường viền đặc trưng, những cái dòng sản phẩm xưa của Nhật nó mới có. Và ở đây chúng ta thấy là cái con rồng này nó giống như con dao long. Mang nó nét gì đó, nó phản phát cái phong cách gốm xứ Việt. Và đặc biệt chúng ta thấy những cái sản phẩm xưa đó, nó có trong đây, nó có giống như cái hạt cát, cái hạt sỏi trong này vậy. Trên những cái sản phẩm xưa nó hay gặp. Đây là cái nốt ruồi, cốt rất là già nha, cực kỳ già, sâu tuổi. Mình làm vẻ rất là đẹp. Vẽ trong ngoài rất là công phu, nó cao là 7.8, đường kính là 12.5, mã sản phẩm H15. Giá 200k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa sứ rất là đẹp. Cái bình này cái dáng rất là độc đáo.
cái dáng nó là cái dáng nó giống như cái đàn vậy các chị, cái đàn tai sô á, giống như cái đàn tai sô, cái đàn truyền thống của Nhật, rất là đẹp. Họa tiết này nó được vẽ hoàn toàn thủ công nha các anh chị, thấy nó những cái nét cọ nè, đậm nhạt nè. Rồi ở đây chúng ta thấy những cái nắp cọ nè, nó kéo rất là rõ ràng, vành nó viền men nâu, và trong lòng chúng ta thấy cái men nó rất là xưa. Bình này cái dòng men lam xưa đó, đặc biệt là cái cốt nó nặng khủng khiếp nha. Bình này các anh chị trưng bày hay là chúng ta cắm hoa nó đều rất là độc đáo. Nó mang hình dáng một cái đàn tai sô, cao 21, cái miệng nó hình chữ nhật, miệng nó dài là 3.8, rộng là 3.4, cái thân nó dài là 11, rộng là 8. Cái vòng thân 38 năm mà sản phẩm là H16, giá 220k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái khung. Cái này là một cái khung gương, khung của chiếc gương á, gương hay là ở miền Nam thì nó gọi là cái kiếng á. Cái này là khung của cái gương, mà kiếng này nó bằng gỗ nha, nó bằng nguyên cái gỗ nguyên khối, và nó được chạm khắc hoàn toàn thủ công. Cái này nó chạm khắc hình củ cải, củ cải là cái quất, cái là quất củ hay là quất rau của Nhật đó. Nhật thì họ có quất hoa là hoa, quất hoa là hoa cúc, quất quả là quả hồng, quất củ là cái củ cải. Và cái họa tiết này nó được chạm hoàn toàn thủ công nha các anh chị, rất là công phu nha, cực kỳ công phu á. Và cái màu sắc rất là đẹp, chúng ta thấy cái màu xanh của chiếc lá đó nhìn nó rất là độc đáo. Đây cái củ cải nè, củ cải được khắc rất là công phu, này nó được khắc hoàn toàn thủ công á. Đây cái gương chúng ta sẽ để trong này nè, ở phía sau này nó có cái nơi chúng ta để gương, và sau đó chúng ta dùng một cái mảnh giấy cắt tông đó chúng ta cố định ở bên ngoài này. Các anh chị có thể là để treo khung hình cũng được nữa, dùng làm cái khung hình cũng rất là đẹp luôn, rất là độc đáo luôn. Và cái này nó được chế tác thủ công, nó cũng là cái hàng thủ công xưa. Bên ngoài thì nhìn nó mang cái màu sắc cũ kỹ, nhìn rất là đẹp. Các anh chị trưng bày á, làm cái gương trưng bày thì cực kỳ đẹp. Và nó cái phía sau này, nó có cái chữ ký của nghệ nhân. Chữ ký được khắc âm vào trong cái cốt gỗ, cực kỳ đẹp. Một cái gương này co rất là đẹp các anh chị. Cái này nội chỉ riêng cái phần mà điêu khắc này thôi, nó là một cái tác phẩm nghệ thuật rất là độc đáo. Đường kính là 26 năm, mã sản phẩm H17, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình rượu bằng sứ, nó tạo hình Napoleon, hoàng đế của nước Pháp, một trong những cái vị hoàng đế rất là nổi tiếng của nước Pháp, trong một cái bộ quân phục. Cái màu vàng đó là được viền bằng chạm mạ bằng vàng thật nữa các anh chị, những cái huy hiệu này nè, cái nút được mạ bằng vàng thật. Cái này nó bị mất cái nắp rồi, dòng này nó được chế tác rất là tinh xảo, cốt sứ rất là tốt luôn. Thấy cái khuôn mặt của ngài đó được tạo hình rất là độc đáo, ở ngoài cái đôi mắt rất là đẹp nha các anh chị, cực kỳ sống động đó. Chúng ta thấy để tạo ra một cái khuôn mặt mà nó sống động như thế này thì đòi hỏi nó một cái kỹ thuật rất là cao nha.
Mình là các anh chị trưng bày rất là đẹp, đựng rượu nhìn rất là sang. Này nó cao 23 năm. Đường kính của cái miệng trên này là 2.8 như 3 đó. Này nó khoảng 1 lít đó các chị. Cái chỗ cầu vai này nó rộng là 11 năm. Dưới chân này nó rộng là 10.5. Mã sản phẩm là H18, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình gốm mộc rất là đẹp. Một cái bình gốm mộc đẹp, bình này rất là to. Bình này cái bụng to tròn, miệng nhỏ, mà các anh chị hay gọi là cái bình hút lọc. Và ở trên cái thân bình này thì nó tạo hình cái hoa văn, cái màu men á, nhìn rất là độc đáo, cực kỳ độc đáo. Và trên cái miệng, từ cái miệng tới cái thân nè, nó phủ một cái vệt men chảy màu xanh, nhìn rất là hay. Đặc biệt là cái cốt nó dày rất là nặng nha. Và bên này đáy này nó có chữ ký nghệ nhân. Nó cao là 20. Đường kính miệng là 4.5. Vòng thân là 54, mã sản phẩm H19, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình gốm rất là đẹp, cái bình gốm mộc cực kỳ đẹp. Cái bình này nó thuộc cái dòng Hagi. Hagi là một trong những cái dòng gốm cổ rất là độc đáo của Nhật. Cái men này nó giống như kiểu cái gần gần giống cái mèo màu men màu hoa nâu á. Một cái dòng men rất là nổi tiếng của việc gốm Việt cổ á chị. Cái hoa văn của nó chúng ta thấy thấp thoáng của cái hoa văn gốm Việt cổ cổ á, những cái dòng nước nè. Đây chúng ta thấy nó khắc những cái dòng nước nè, rất là đẹp. Giờ này nó bị cái ánh sáng đèn á, chúng ta nhìn thấy cái hoa văn nó không có rõ ràng và cái màu sắc nó không đẹp được như thực tế. Bên ngoài nó đẹp hơn trong video. Có những cái sản phẩm khi chúng ta quay nó không thể nào nó đẹp được như thực tế, do cái màu của nó bị lệch bởi cái ánh sáng của đèn. Mà thấy trên cái nắp nè, cái tay cầm nó được chế tác nhìn rất là ngẫu hứng nhưng mà nó rất là tinh tế. Hai bên thân nó có hai cái quai, nó tạo nên cái điểm nhấn rất là hay. Rất là đẹp, chúng ta thấy cái cốt gốm ở trong. Lòng bên trong lòng nó cũng phủ men. Cái này bên bên cạnh đáy của nó đó, nó có cái ấn triện rất là rõ ràng, ấn triện rất là đẹp. Bình này nó mang cái dáng và cái nét của những cái sản phẩm gốm cổ, nhìn rất là độc đáo. Bình này các anh chị trưng bày đó, rất là đẹp, nó mang cái nét gì đó nó của những cái sản phẩm gốm cổ. Bình này nó cao hai tới cái qua tay cầm đó là 21, tới cái thân đó là 20. Đường kính miệng á là 12 năm. Vòng thân là 40.5, mã sản phẩm là H20, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm cũng rất là độc đáo. Một cái tô men lam xưa rất là đẹp. Cái tô này cái dáng nó tạo hình quả đào, tạo hình trái đào. Ở miền Nam thì gọi là cái trái, ở miền Bắc các anh chị gọi là cái quả. Cái dáng nó tạo hình trái đào, nó tượng trưng cho cái chữ thọ, tương ứng với chữ thọ. Và trong lòng thì nó vẽ cái hoa văn nhìn rất là ấn tượng, rất là độc đáo. Và cái họa tiết này nó được vẽ bằng men lam và nó được vẽ hoàn toàn thủ công, rất là tinh xảo và công phu.
Màu men lam rất là đẹp nha các anh chị, màu men lam cực đẹp, rất là đẹp luôn. Nó vẽ giống như những cái loài thủy sinh ở dưới biển vậy đó các anh chị, nhìn rất là hay. Chỗ này nó làm cái sóng ốc này nè, giống như cái cuốn của cái quả đào vậy đó. Bên ngoài nó vẽ cái hoa văn sóng nước. Trên đây nó trang trí giống như những cái vỏ sò, nhìn rất là đẹp. Đáy nó có truyện ký của nghệ nhân, cốt dày rất là nặng, cốt rất là tốt. Thô này nó cao 8.5, nhưng mà tính cái chiều dài là 23, còn cái đường kính của nó là 22 năm. Mã sản phẩm là H21, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dòng sản phẩm rất là xưa, rất là sâu tuổi. Một cái tô men lam. Cái này gọi là cái tô cổ thì nó chính xác hơn các chị. Và nó rất là to nha. Cái này nó gọi cái tô cũng được, cái chậu cũng được, rất là to. Nó thuộc cái dòng hai gen cổ. Hai gen cổ, bên ngoài chúng ta nhìn thấy nó rất là cổ nha. Cũ kỹ. Màu men nó hiện rõ cái màu của thời gian. Vẽ chim và dây nho, họa tiết nó được vẽ thủ công rất là tơ tóc, vô cùng tỉ mỉ và công phu. Mà chúng ta các anh chị mà chơi góp xưa hay gọi là tơ tóc men lam, còn gọi là men chàm đó các anh chị, màu men lam rất là đẹp. Này ánh sáng nó không có, màu men chàm thì nó cần ánh sáng nhiều nó mới thể hiện rõ cái màu men. Không có đủ ánh sáng để nó lột tả được cái họa tiết. Đây chúng ta thấy chim này nó vẽ nè, từ cái đôi mắt cho tới cái chân của chim đó mà nó đậu có trên chiếc lá đó, nó bám trên chiếc lá đó. Chim này nó đang đậu trên cái chùm nho. Chúng ta thấy cái họa tiết à, cái chùm nho này nè, nó được vẽ kéo dài từ bên ngoài trong lòng ra tới ngoài cái vành bên ngoài này nè, thì rất là hay. Nó đòi hỏi cái kỹ thuật thuật vẽ rất là điêu luyện. Và đây là cái ấn kiện của cái dòng hai gen cổ nè các anh chị. Ấn kiện này nó được vẽ tay nha. Hai gen là nó nằm trong cái giai đoạn là cùng thời với Minh Trị đó, khoảng từ năm 1868 đến năm 1903. Cái tô này các anh chị thấy bên ngoài nè, cái men nó, cái màu thời gian nó rất là rõ, kiểu nó lên nước á. Này nó có hai đáy nè, các anh chị gọi là hai đáy nè. Cái này nếu đúng ra thì ở Nhật á, chính xác cái chức năng nó gọi là cái chậu rửa mặt cho những cái dây thuộc những cái đó, cái tầng lớp mà quý tộc xưa đó các anh chị, nó gọi là cái chậu rửa mặt đó, thì đúng hơn, dùng làm cái chậu rửa mặt cho những cái tầng lớp quý tộc xưa đó. Rất là đẹp, cốt rất là dài nha. Cái tô này là nó hơn 100 tuổi, cực kỳ nặng, siêu phẩm. Chúng ta thấy cái tiếng gõ nó âm vang như chuông vậy, sắp để lên mặt bằng đó. Nhưng mà chúng ta nâng lên gõ nó còn vang nữa. Cao là 9.5, đường kính là 25 năm. 25 năm rất là to đó các anh chị. Nó tương ứng với cái vòng miệng là 79. Mã sản phẩm là H22, giá 1.550k. Phiên bán hàng của ngày 8 tháng 8 đến nay xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.